Lâu Công nó cũng tha được đó anh Bảo. Ghê vậy, Lâu Công đâu nữa? Lâu Công không tha mà. Chưa bao giờ có thấy có thằng nào bê đê không biết chơi mà ai ngủ à. Ủa bê đê đi biết chơi, chơi trai với ai chơi gái. Nó không có chơi chết mà nó ra ngoài nó bỏ tiền nó chơi ngoài. Ờ đúng rồi. Chức ơi, ai qua kìa. Ai qua đón gì Chức đi chơi kìa. Cái người lúc nào Chức cũng nhắc hoài đó. Chức nhớ không? Ông Danny á. Ừ. Nè nhìn đi. Thấy ai không? Bảo. Có ai ngồi này mát á. Cho bưng nước quá. Nguyễn lên mạng coi xấu con rồi chết. Giờ tính sao chết. Đó. Lên mạng nó bôi xấu con. Chó. Đem về nhà mua cá hấp. Tới ta ăn cá hấp mua. Ủa đang bàn vô này chứ nói chuyện khác. Chứ có giải quyết trên Bảo hay là những binh chồng. Giả bộ bẻ lái. Không có binh gì hết á. Mời con tới kiếm nó là. Rồi giải quyết luôn rồi. Chức chọn ai giờ giữa anh Bảo gì? Chọn Bảo luôn, vậy chọn nó. Trời ơi, ghê vậy. Ơ có nào Chức yêu anh luôn không? chị có yêu anh luôn không? Trời mệt luôn á. Nói chung anh Bảo cứng cao to. Nói chung chủ yếu Chức biết chơi là được hết á. Không. Còn ai không biết chơi Chức cho ve hết á. Dạ. Ê giờ. Ăn dĩa bún tàu đi. Quên tàu bún đi. Giờ Tấn Nguyễn đó, giờ nó khùng rồi chứ lại lên mạng nó biêu xấu chứ, biêu xấu con lum hết á. Đó. Đó. Quá trời. Giờ mình chối hoài à. Cứ để nó ngoài hoài. Chối lại đưa nó vô bệnh viện. Giờ lên trển nhờ mua thuốc hay thuốc ngủ đi chứ. Bây giờ là mua thuốc ngủ giùm, bàn kế hoạch mua thuốc ngủ nè, bắt đầu mình cho anh Tấn Nguyễn uống vô hả? Cột anh Tấn Nguyễn lại. Bà bắn bún ơi. Nghỉ chưa rồi gì chất. Qua wow, anh Tấn Nguyễn nói gì anh Bảo? Anh lên mạng chơi gái lum. Trời ơi. Nghĩ sao Chức? Chồng Chức bo người ta kìa, Chức lên giải quyết đi Chức. Em mày đi chai tao tao Bảo ngồi đây ngủ. Trời ơi Chức. Trời ơi. Ê. Kêu bà bán gì bún xào cắt ra coi. Sao nãy mà bán bông cắt. Ờ lấy téo cắt đi mà. Không. Chức ăn. Đúng rồi, cắt nhỏ ra chị. Chú gì công chính không má. Chú âm bình quá. Trời ơi, chú để người ta có ông mà. Không. Chú này. Chú này. Chú nào. Chú nào. Chơi Chức lựa đi chị. Đó em rồi cho anh lựa. Yêu quên em cho bà lựa. Bà không chịu lựa. Mua không có con chó. Nó bán chúng nó ngủ biết đâu độc đắc quá. Ủa sao ai cũng trúng thôi chứ không trúng. Giờ có mấy ai cao trúng không? Có nào do nghiệp gì Chức nhiều quá không? Nên Chức đâu trúng được đâu. Thôi hạ nó xuống đi, cái nó Chức không có được thơm. Mày đi nha mày, con chó lẻ. Lên chơi với con cùng nuôi con chó trởn đi. Tối nay đi Noel gì Chức? Chịu rồi á. Không anh Bảo ngồi anh kia bỏ Chức luôn kìa. Gì? Sao vậy? Xong qua không kiếp anh Bảo. Có nên anh Bảo qua đây dẫn đi chơi Noel đi Chức. Anh dẫn đi là anh cho tiền đó. Đi đi lụm lúa không Bảo? Đi ăn không? À, giải quyết giải quyết. Gọi chồng xuống đi Chức. Gọi chồng xuống đi để chồng giải quyết anh Tấn Nguyễn đi. Đi chưa? Gọi đi. Không. Gọi chồng xuống đi. Đó, mọi người thấy chưa? Chức ăn miếng xào bò. Có chị sấy sinh tố không á chị? Tại nhiễm quá sợ nó không ngon á. Chức đâu cần ngon, ngon được Chức cần được ăn à chị ơi. Có không gì Chức? Của em nhiêu tiền tiền hả? Sao em kêu ai dính đó rồi không dính cho lấy lại á, lên uống nước ăn cơm. Bà chào này ngon quá, mình mốt về thiên nhiêu phần gì chứ bầm rập nhìn hấp dẫn mà.
Chào ngon kìa. Miếng sao bò gì? Bún. Cái này miếng mà, cái này miếng hay bún? Bún. Ôi, chứ ăn hấp dẫn lắm nha cả nhà. Chị lấy một phần đi chị ơi. Dứt kìa, ngon thì dứt. Bún ơi. Chị ơi, cái này là miếng hay bún hay chị? Bán nó 35.000 kìa. Chị chắc ăn thèm quá nên kêu ăn luôn. Thấy thường thức thay ăn này ghê ha. Cũng dễ đó. Dễ uống thuốc. Ăn này dễ uống thuốc không? Bữa mấy hôm nay nhìn đầu hay chứ uống thuốc đâu. Ăn hết rồi, cứ gánh bệnh giờ. Không bệnh đâu. Không bệnh túi nữa rồi. Lỡ một ngày nào đó chứ hết tiền khám bệnh rồi sao? Nhịn uống chết. Là để chết hả? À, dù Mạnh Thường Quân không cho tiền chức nữa là coi như là chức xác định luôn hả? Dung cho. Mà chị Dung cũng cho luôn rồi sao? Dạ. Gì? Tối rồi chỉ gọi gà quất rồi. Gọi ai? Gà. Gà hả? Thôi chức biết. Điện thoại đâu á. Mình thích ăn hấp dẫn nha. Tối rồi cấm đi đâu? Tối nào? Tối nay hả? Tối nay đi qua nhà thờ gần đây nè, sát bên đây à. Đây đó nó có trang trí Noel nó chứ, đi chơi chơi mọi người cho vui thôi, lâu lâu đi chứ nhà hoài. Chị chứ cái lúc anh Tuấn Nguyễn kêu chở đi không chịu đi. Cái lúc... Mẹ ơi. Trời ơi. Nhưng mà một có dưới một chiêu chức làm cái điều này thôi. Làm gì? Đồng ý làm á thì người ta đưa 5 triệu. Làm gì? Thì kêu gì chức á là trong một ngày không được chửi thề thì là lấy 5 triệu. Đồng ý không? Đồng ý, đưa tiền đi. Rồi bây giờ con là thí dụ kiểm tra chức trong vòng một ngày mà không không chửi thề là có 5 triệu bảo đảm luôn. Mà tính từ bây giờ là thì 1 giờ. Một giờ tới 1 giờ ngày mai nha mọi người. Thư nào hả? Thư nằm bệnh viện Hoàng Mỹ á. Đi thăm đi chứ ơi. Cái này vợ bé nó mới đi chửi thề kìa. Vợ bé nó kìa. Ai đà năm ba. Rồi cái trời 5 triệu mất rồi. Bây giờ sẽ nháp đi làm lại nha hay sao? Rồi. Từ bây giờ 1 giờ 15 trưa. Từ bây giờ có 4 giờ chiều cậu tôi đi Noel bên luôn chừng. Với điều kiện là không gặp Tuấn Nguyễn nó nuôi chó. Tất nhiên là ăn cắp cá cà nó cho chó ăn. Tôi không đồng ý. Cộng mạng biết không, con chó đó bị bệnh. Nó có nguyên con bù chét ngay trên vai Tuấn Nguyễn. Bây giờ tôi không đồng ý thằng đó. Con chó có nó, có nó, con chó. Tối nay tôi đi chơi Noel chả láng luôn. Hôm qua còn đi uống với ôm nữa chứ. Coi chồng chất có hưng thân mướn nết hả? Uống đâu? Dắt con đi uống với ôm. Trời ơi ghê vậy, uống đâu vậy? Uống ở cái quán ngay chỗ dưới kia kìa. Ghê ăn mướn nết không? Trời ơi uống bà không lo bà dạy chồng nhà thì phải có nóc. Không lo dạy nó lại. Nó uống với ôm đâu? Ghen hả? Cậu nó ngủ nhà mà ở đâu uống. Thì nó đi uống với ôm với con rồi xong nó mới về nó ngủ với chất. Nó là hai ba phòng là ăn. Lẹt lắm á. Chúng giái hai cái nhạn á. Tôm lắm. Rồi là khỏi lấy 5 triệu đi chức. Chức chữ thời quá à. Mà lấy được 5 triệu con cụ sức móng á. Hứa cái gì? Hứa với hẹn. Trời ơi. Đâu đưa 5 triệu đây mày chào á. Này con không có tiền mà tôi đưa bà. Trời ơi mày chào quá. Miễn mày đưa đi cầm trong vòng ngày. Ngày xài hết luôn hả? Đêm nay tao bỏ con Nguyễn đi chơi cho đã luôn. Em kêu đừng có chữ thời chứ đâu có kêu xài đâu. Tối nay kiếm mỗi bò cho chất xài 5 triệu đó luôn. Nhưng mà với điều kiện không được chữ thề á, con ứng tiền con đưa trước cho. Giờ ứng trước đi, miễn không có thề thôi, ai biểu chọc con chê. Nãy giờ không ai chọc chức luôn á.
chất dựng chồng chất cưỡi đó. Tiền lên đi, nó bỏ tao với Bảo. Có rào nói nghe vậy. Kìa, anh Bảo nói trước đi, nó bóp anh cái gì? Đã nó khùng rồi, con suối nó bậy bạ rồi á. Bóp nó nói đi chơi gái lụm cho nó bị bạ không à. Mà có không anh Bảo? Không, không có. Đó, anh Bảo đó đứng chính lại là không có nha, anh Tứ Nguyễn hôm qua là... Nó bị bạ. Có không anh Tứ Nguyễn? Có. Có thấy chưa? Anh Tứ Nguyễn xác nhận. Đủ đi chơi đó. Tại vì á, gia đình của nó không có được hạnh phúc. Cho nên nó muốn gia đình của người ta, nó cũng phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Trời ơi vậy. Mà chết hay phá hoại gia đình của ông Toàn. Còn nó là phá hoại gia đình của em. Thôi giờ chắc có như sống lại nha, giờ có khô bò nha. Găng thì không có, ăn khô bò ghê thiệt. Anh Bảo thì chắc ăn lấy gì thôi chứ không có thể thưởng thức được. Gì? Thảo gà hả? Xé ra. Mà sao miếng này bự vậy trời? Ai biết mà. Vợ ăn khô bò, chồng thì anh ngồi đây nghiên cứu bia nha. Anh nhìn gì vậy anh Tứ Nguyễn? Gì? Trời, anh Bảo nói anh giờ mới không như rỡ thèm rồi. Có bia mà, thiếu ca nhậu không? Trời ơi. Anh Tứ Nguyễn anh nói sao, anh có cảm nghĩ gì không? Khi anh Bảo là cái người bạn nhậu chúng anh mà giờ nói anh vậy. Bạn chỉ kỹ mà nó kỳ quá. Thường anh nhậu vô anh làm gì anh? Nhậu vô nó bóp rồi nó chửi bậy lắm á. Có cột quần gì không anh? Có, gì cũng có đó. Gì cũng có luôn hả? Ba chất vậy chứ, nó nhậu xe ba chất vậy trước luôn. Trời ơi, có gì chất giờ phải quay chất đứng chính lại nè, có gì chất. Có. Trời ơi. Cũng có lồng đen, hai cái nhà anh đẹp lắm. Đẹp lắm. Dùng hoài chứ là mà xỉn lên là không có đâu em đi chơi, lát nó trèo lên nó cây rồi nó trèo lên. Có. Ê, thế nào anh không có đi chơi Noel, anh ngồi nhà anh thành Noel luôn, ông già Noel luôn. Đó mà Noel chứ đó, mà tiểu xỉn lên đi biết. Hỏi là chim đi Tòng ơi, Tòng ơi. Hãy chim Tòng ơi, là chim con kiếm bạn nhậu rồi, kêu con đi xuống chơi. Hãy chim Tòng ơi, phải là chim anh đang hưng trọng, là chim anh đây. Trời máy cho anh lại chim con. Máy người ta live stream chưa? Để anh Hưng live đi. Live chắc chửi quá chứ. Đó giờ chồng ngồi đây. Vì chứ phải nói chuyện đàng hoàng chứ cứ nạt nộ người ta hoài à mà đi kinh chơi chứ. Người ta lấy số mấy người giao bình 20 lít đi rồi người ta nó giao lên. Ừ. Rẻ tiền. Tới nơi nữa. Kêu người ta ginh vô nhà giùm đúng không? Mình lớn tuổi rồi, anh, em ginh giùm anh một cái. 20 lít á, cho nó chinh đứng luôn. Uống rồi cứ gót vô uống thôi. Ôi giời, chức nạn. Mà, một cái bệnh bự đó, lấy cho chó uống nó, uống chó uống nữa hả? Sao chức cứ ganh tị mấy vụ đó hoài vậy? Ai uống chả được. Bệnh 20 lít có 30 ngàn, nhiều đâu ai uống chả được. Ồ, nghe anh Bảo chưa? Thì nói chung chứ uống nước gì cũng được hả? Ta gái làm chơi mà, ta gái làm chơi. Ha qua mới chịu không vậy? Gái lần chơi mà uống là tà là nước suối chai không à. Đó. Ngồi xa nhau mà hai vợ chồng cũng gây lộn nhau được nữa trời. Đúng là trời sinh một cặp hay sao á. Rồi có nè, chiều nay mấy giờ bắt đầu đi anh Tứ Nguyễn? 6 bây giờ gì đó. Ôi bây giờ gần 3 giờ chưa thấy ai có mặt gì, có mấy que trời. Còn ví dụ chính là chiều nay chỉ còn có chị Quyền với anh gà thôi. Dạ trời ơi, lột mặt nạ nó cao quá. Biết còn ai nữa không? Lột gì anh Tứ Nguyễn? Bia về, trời ơi quá trời bia luôn cả nhà ơi. Trời ơi Hưng Trần ơi, mày làm tao hết hồn hoài, Hưng Trần chi tao 5 thùng luôn hả Hưng Trần? Trời ơi. Trời ơi, chiếc này tao nhậu chắc tao chết luôn quá. Ê, anh nắm bia. Ngồi đâu mày đi, mày nó cái bia đó. Trời ơi, bia quá trời luôn cả nhà ơi, bia về. Mày
Ồ, quá trời luôn. Anh Hưng anh làm bất ngờ cho anh Tướng Nguyễn hả? Anh đừng làm bất ngờ này, cái bất ngờ khác. Quay đi. Giết ngỡ quá. Đó, anh Tướng Nguyễn anh có gì lên tiếng không? Sao vợ vợ anh bên bệnh la dữ vậy anh? Ủa cái này của người ta cho tao, mày làm gì mày la dữ vậy? Ủa cái này là thằng kia tao quen, tao nó quay cái gì kia. Trời ơi. Tại vậy ông Trần quay bắn kia giùm em coi. Nó chạy bây giờ là quay bắn kia. Quay rồi dứt ơi. Anh cứ Nguyễn anh im lặng anh lột mặt nạ luôn. Rồi cái gì chứ? Đâu chứ nói lại chứ nói gì? Bà lông vỏ tính cho em tiền đi nuôi em. Thì lông vỏ thương chết lắm. Quá mày bà lông vỏ thương tao với dân lắm nha. Mày đừng ganh hai mẹ con tao nha. Đừng đẩy tao ra nha. Đừng đẩy tao ra nha. Đừng chọt tao nha. Mày đừng chọt tao nha. Tiên đưa hai cùng bia cho Hưng Trần trả để nó đổi ý. Lẹ lên. Để đổi ý mọi hàng cho đắt á, lấy tiền trước đi. Trời chứ lo sợ. Con thằng đây mà đang tìm bia chảy nước miếng kìa. Trời ơi. Chưa bao giờ có thấy có thằng nào BD biết chơi mà ai ngủ. Ủa BD đi biết chơi, chơi trai với ai chơi gái. Nó không có chơi chết mà nó ra ngoài, nó bỏ tiền nó chơi ngoài. Ừ đúng rồi. Chơi ai ngoài? Đi chơi bia ôm đó. Hưng Trần đó. Hưng Trần tối nó có đi bia ôm Hưng Trần. Có. Có lên mạng quay luôn mà. Ừ có quay lên mạng mày chứ không thấy hả? Kể nó móc người ta tùm lum hết trơn. Lấy tiền trước nha. Nè bây giờ hỏi anh Bảo lên Bảo hiểu nè. Anh Bảo qua sao anh Bảo? Nó kể nó móc người ta luôn mà. Trời ơi. Móc luôn. Nó hả? Nó có ảnh chó đi theo nó ôm. Có. Có luôn mà anh chó ngồi cái bên. Chó một đầu. Anh cứ Nguyễn một đầu luôn. Bà đó 63 tuổi luôn. Hơn chất 1 tuổi luôn mà cho tiền bà đó. Trời ơi ôm cái bà 63 tuổi. Mặt nó đẹp quá mà sao lấy già con vậy trời. Bây giờ phải lấy được 18 tuổi. Cái gu ảnh là gì anh ơi, chắc chịu đi. Hưng Trần. Cái gu gì mà kỳ quá, lấy 63, 62 rồi vậy Hưng Trần. Mà bà đó được cái gì chứ biết không, bà không có giống gì chứ, bà bình bình thường. Còn gì chứ. Trời ơi. Ê, nó quen mà lâu công nó cũng tha được đó anh Bảo. Ghê vậy, lâu công đâu nữa. Lâu công không tha, mà bị con quýnh thấy mẹ luôn á. Trời đi chơi mà ăn dụng mà không biết có ai trù mỏ. Trời ơi, này chứ nói chồng cái gì. Ủa đâu công lâu công ai kể gì chứ nghe. À không ai kể, tự động ta hiểu biết, quen là tìm hiểu biết. Trời ơi, nghe chưa anh Nguyễn. Trời ơi. Quen là tự động tìm hiểu nha, không cần phải nói. Giống như nhà con dao mà đâm vui làm quá không. Trời ơi, đâm mày với đâm chị. Hưng Trần. Qua đây quay nè, làm tiếp bài à. Qua kể tối nó đi đi ôm với anh. Trời ơi. Ở trên mạng đó là chết coi nè, chết coi. Ê rồi. Vô ông chồng làm gãy cái giường cũng dĩnh luôn. Nói với dân biết làm gãy cái giường luôn. Ghê vậy. Mới kêu khỏi sáng lên đóng đó. Chợ nó đuổi hai thằng. Ai kêu? Dĩnh kêu lên đóng tới cái giường. Trời ơi chức. Biết gì chức nằm mơ mà nói những chuyện không biết đâu có không nữa trời. Giờ chức đi xa ấy chức. Đi thôi. Xa thôi. Tối nay đi sáng đêm luôn. Trời ơi đi sáng đêm có này đi bia ôm lại chọc tức chồng. Chức đi đi con quay chức cho. Con quay chức bảo đảm chức phải làm sao mà nó tuyệt vời. Đi ông Bảo nó chứ thiệt hả? Thiệt sống thiệt trời có clip đàng hoàng hỏi trời anh Bảo đi. Chừng nào thấy kêu em dọn đồ cấp kỳ thì luôn. Chức lên mẹ chức bật tivi rồi chức thấy rồi. Ủa chứ không phải quà quýnh ghen hả? Vợ chồng gì vợ chạy về. Cái về cấp kỳ dọn liền luôn. Ủa, mà có đánh ghen có không? Có đi bia ôm với anh đâu. Có xong có anh Hưng nói mà lý gì không có. Anh Bảo còn biết nữa kìa. Già không bỏ nhỏ không tha. Lấy con 65, 63. Đâu lấy được gái 18 tuổi đâu. Con ngộ ghê ha. Nó lấy bà thì nó không biết lái. Mà nó lấy mấy 65, 63 thì nó biết lái. Nó ngộ ghê ha. Chứ coi lại ăn ở làm sao hay là làm sao có. Má con nó bị nấm á anh Bảo. Nó bị nấm không biết chơi.
Rồi, cái gì chứ cũng biết luôn thầy. Mày chứ có nào thấy qua chưa? Thấy rồi. Tận mắt chưa? Tận mắt rồi. Giống như cái nấm gườm nè. Nè, mày dòm cái thằng thầy bia dễ biết lắm. Có một phòng là bà mệt đó. Thôi chết ngồi bệnh nè. Thôi đi Noel xong rồi về chết ơi. Về gì mà về. Nói chung không biết anh làm gì mà. Anh có sức quyến rũ gì mà chứ thích anh cứ về anh Tuấn Nguyễn. Hay là anh liếm dĩa hái đào quá tốt đi. Uống bia không được, bia lúa mạch không ăn cũng như ăn cơm vậy chứ cái gì đâu, cắt không được ông nội. Rồi em bình thường mấy bữa đi. Đó, cái đằng mà mổ vô sườn, gắn vô sườn là đâu phải đơn giản rồi. Thôi mà trước quá, gắn vô ba cũng đi à mầm đó có sao đâu. Không bia cũng vụn gì đâu. Nhiều lúc bà gắn vô ba ăn cháo phải không? Lúc bà làm gan không ăn cháo. Ừ. Biết mấy ngày này năm ngoái với mình làm cái gì thôi. Hay là Noel năm ngoái làm gì thôi. Không có làm gì luôn cũng nhậu hả. Noel năm ngoái là còn bên quán cao ốc mà đúng không anh? Ừ. Cái đó bữa đó Noel năm ngoái gì? Không làm gì luôn cũng nhậu hả? Kiểu cũng ăn nhậu à. Nhóm mình đa số ăn nhậu nhiều đâu có đi đâu đâu. Đó. Đó, anh bảo gần chức 100,000 vui vẻ nha. Không, tại vì giờ không có xài tiền trên mạng. Trời, không tính tiền, không về, bắt chồng con trả anh á. Lo chồng ghê luôn á, cỡ nào cỡ dù chửi. Bà má. Trời, chức hay quá chức ơi. Kìa, bố con nhậu về, mua nhậu về kìa. Cái gì vậy? Trời ơi. Đây có bán trà chanh giả cà không chị? Một chỗ rồi đó, lúc đó mày mới biết cái giá của mày như thế nào. Đi quyện dậu đi, để đi đi quen kìa. Nói cho mày bao nhiêu lần rồi mày không nghe. Là hai thùng bia nãy là tính nhiêu rồi? 750. 750. 740 tính nước đá, 10 ngày nước đá nữa là 750. Không má. Em biết em tính tiền với Mạnh Quân giống gì hết á. À thích bánh bao phải không? Thì năm thùng á chị. Ôi ôi. Ôi Tấn Nguyễn 5 thùng. Ôi chuyện này anh chanh nhậu một tuần luôn á. Anh gửi lời cảm ơn chị Thảo đi. Chưa từ từ, đâu biết đâu để đi. Chưa, trời ơi, mình gấp quá hơn trời ơi. Này chỉ là nói năm thùng nhưng mà đang chờ chuyển khoản nào kim tin đi chắc cứu. Khoản là em hai thùng anh ba nha. Cái này cái mua bia mà chất. Mua bia mà chồng ta cho cái duyên mà vô duyên. Không mà. Mà làm gì? Cái nào rõ ràng đó gì chứ. Mà anh cho em. Không. Giỡn mắt hoài à. Bia lên sao chất. Trời ơi. Hùng cả đi. Ê. Ê. Không có mà. Về sớm biết sao không hả? Không con nè. Bắt Tấn Nguyễn. Ê. Bắt Tấn Nguyễn giờ. Quan hỏi Tấn Nguyễn. Đó giờ anh gài kinh thùng nước Nguyễn. Suối lên nha. Đâu có nhậu gì đâu. Tấn Nguyễn dễ biết lắm. Đó giờ anh Tuấn Nguyễn hút đứa hút bệnh cả nha cả nhà. Mẹ gió đằng sau lưng anh rồi sao anh bội. Quan chỗ học quẹt luôn bật lên được không anh? Được. Giờ em cáo chịu rồi. Mày đâu mà dữ vậy? Em mò thử ai? Cáo không chịu rồi.
Trời ơi, hút em đi thuốc nha anh yêu, nãy em mời anh nhậu rồi đó. Hút cái thuốc, bên mình đi nha anh. Hút đi anh. Không không, để anh để xét quá nó cháy các bạn. Mời lon bia, lon bia, để lon bia từ 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 bên. Để cho lon bia đi. Để khỏi đụng nữa. Đem thêm lon bia để lên nữa. Dưỡng bia. Thôi luôn. Không. Nếu đủ chất xì. Đủ còn hai con tua nữa. Hai hai. Giữ phanh. Anh nấu tốt nha anh. MBD em không có gì mời anh á. MBD em không có gì mà anh nó mà nước thuốc thôi nha anh. Anh em biết anh hay gốc thuốc. Gốc ghét không à. Ăn sushi mà, nữa. Mà ghét anh với anh sushi nha anh. Gỗ thuốc nên đổ cho tụi em rồi làm ăn rồi cuối năm rồi. Chị em cho mạnh khỏe ta trên đây chứ. Rồi hôm qua coi sinh nhật con gái ảnh, nhật con gái ảnh khóc quá trời. Con gái khóc quá trời khóc. Dạ. Nhỏ gái Úc ảnh á. Quay lên đâu anh? Em có follow Facebook con gái ảnh mà. Vậy hả? Em coi follow có gì giúp đỡ được giúp đỡ, thấy khóc quá vậy. Anh ơi, nhiều hút thuốc đi anh ơi. Tụi em giờ anh đi rồi tụi em cũng buồn, cũng đưa tiễn anh rồi, cũng trọn vẹn với anh rồi. MBD em biết làm gì hết. MBD em biết gì hết, em mời anh đi cứu thôi. Ơi, bây giờ hàng ở ngoài nha mày. Ừ, thì đó. Có ngày nó Vũng Tàu lên thôi, rồi bỏ rồi bây giờ hàng. Chờ anh mẹ luôn, thôi để anh nhảy, để anh nhảy. Rồi nhảy anh trong mình ơi. Dựng máy cũng gia đình chứ đâu có bỏ luôn. Đó, nên nhổ đi cứu thì anh chứ. Giận cái nào cũng là gia đình chơi nha, năm mấy ngày. Giận cũng đâu có đáng chứ chuyện giận đâu có đáng gì đâu. Không có đáng gì chứ. Nghe chú rằng là đội tụi em đồng mạnh ra một chân rồi cuối năm rồi nha. Mọi người cũng phải. Rồi vô với anh cái nè. Vô anh Bảo. Anh cầm cái lon anh lên ly lên đi.